2020 là một năm đáng nhớ với nhiều khó khăn thử thách. Con người phải trải qua những cung bậc cảm xúc, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta mạnh mẽ hơn, đồng lòng vượt qua, đạt được những thành công và những niềm hạnh phúc trọn vẹn. Năm 2020 của trung tâm iVape Hồng Ngọc cũng đã kết thúc với những con số vô cùng ấn tượng. Hơn 1.200 khách hàng đã đến với iVape Hồng Ngọc. 6 hội thảo thăm khám và tư vấn miễn phí diễn ra trong năm. Hơn 350 cặp vợ chồng đăng ký tham gia hội thảo. 540 ca chọc hút trứng. 212 ca bơm tinh trùng và buồng tử cung. 50 ca kích trứng tối thiểu mini iVape. 412 ca iVape thực hiện thành công. Hơn 250 em bé chào đời trong năm 2020. Duy trì tỷ lệ thành công trên 65% cho các ca iVape. Với những con số ấn tượng như vậy, đã cho thấy trung tâm iVape Hồng Ngọc đã và đang là nơi gieo mầm hạnh phúc, uy tín của các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đang mong con. Ngày mà đón hai em bé ra đời thì thật sự là trong cái lúc mà nằm mổ ấy, là mình đã hạnh phúc đến nỗi mà muốn trào nước mắt ngay tại đấy luôn ấy, thật sự cực kỳ là hạnh phúc luôn. Còn chồng mình thì cứ nói chung là mình cũng chỉ biết nói là rất là hạnh phúc thôi. Cái ngày đấy không thể tả được. Thực sự là không thể tả được, bởi vì mình 3 lần làm IVF ở nơi khác, mình chưa bao giờ biết beta nó như nào. Nên lúc đấy nó vui và nó hạnh phúc lắm, không thể tả được. Thực sự là lúc ấy chỉ muốn khóc. Thì lần 3 thì là vẫn may đến với vợ chồng như mình. Là được có tin vui là mình báo cho bác sĩ Thúy Dương. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của IVF Hồng Ngọc. Lời cảm ơn chân tình tới bác sĩ Thúy Dương, bác sĩ Bình Dương, bác sĩ Evan, bác sĩ Ngọc Anh là những người tận tình vừa thăm khám vừa chăm sóc mẹ con mình trong suốt thời gian qua. Tôi xin cảm ơn toàn thể bác sĩ của khoa trên IVF và có hai bác sĩ là bác sĩ Thùy Dương và bác sĩ Bình Dương. Hai bác sĩ đã rất tận tình, chu đáo để cho hai vợ chồng tôi có em bé thành quả ngày hôm nay. Gia đình mình muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các anh chị bác sĩ ở phòng khám bệnh viện Hồng Ngọc, IVF Hồng Ngọc đã mang đến cho mình một ca sinh nở rất là thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn IVF Hồng Ngọc. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thùy Dương của trung tâm IVF Hồng Ngọc. Năm 2020 là một năm đáng nhớ và chúng ta đã cùng trải qua thật là nhiều thử thách. Tuy nhiên thì đây cũng là một năm thành công đối với IVF Hồng Ngọc, khi mà chúng tôi đón nhận rất là nhiều những em bé ra đời, cũng như là triển khai các phương pháp mới để có thể giúp được các cặp vợ chồng mong con hoàn thiện được giấc mơ. Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt trung tâm IVF Hồng Ngọc, xin kính chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, và sẽ có thật nhiều những trải nghiệm thật tốt tại trung tâm IVF Hồng Ngọc.